tối 24 tháng 10, trên dạng hàng loạt diễn đàn về ô tô lan truyền loạt ảnh và clip của một cô gái trẻ ăn mặc phản cảm chụp hình bên siêu xe VinFast Lux A20 tại Vietnam Motor Show 2019 tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người chú ý. Cô gái ăn mặc hớ hênh tạo dáng phản cảm bên xe VinFast. Nhân vật chính trong loạt hình ảnh nói trên là một cô gái trẻ mặc chiếc váy hớ hênh, hở trên thiếu dưới. Trong quá trình chụp ảnh, cô gái này liên tục tạo những tư thế vô cùng phản cảm. Thậm chí, có thời điểm cô gái này dường như còn cố tình để tuột váy, lộ cả nhũ quan. Trong một đoạn clip do chính cô gái này đăng tải trên trang Facebook cá nhân, rất đông người tham dự triển lãm đã dùng điện thoại để chụp ảnh và quay phim. Không hề ngần ngại, nhân vật chính càng biểu hiện những cách tạo dáng táo bạo, nhức mắt và vô cùng phản cảm. Có thời điểm cô gái này còn để lộ cả nhũ quan. Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh này đã lập tức vấp phải làn sóng phản đối và chỉ trích từ đồng đội mạng. Theo nhiều người, VinFast Lux A20 vốn được coi là niềm tự hào của người Việt, bởi thế họ cho rằng hình ảnh phản cảm của cô gái là không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, khá nhiều người cũng tỏ ra bất bình vì cho rằng VinFast đã thuê cô gái này về làm. Tuy nhiên, liên quan tới vụ việc, phía VinFast cho biết cô gái này hoàn toàn không có mối liên hệ gì với hãng. Các tấm ảnh được lan truyền là do khách tham quan chụp rồi chia sẻ cũng như được chính cô gái này đăng tải. Chúng tôi khẳng định VinFast không có bất kỳ mối liên hệ nào với cô gái này, thông tin từ VinFast khẳng định. Không chỉ có VinFast, cô gái này hầu như tạo dáng phản cảm bên siêu xe của mọi hãng. Với khẳng định đến từ phía hãng xe cùng nhận định của nhiều người dùng mạng, có thể thấy cô gái này đã cố tình lợi dụng sự kiện triển lãm ô tô để chụp ké rồi làm lố để bất chấp kiếm fame. Theo tìm hiểu, cô gái này tên L. H. N. Phường 1995, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang Facebook cá nhân với hơn 175.000 lượt theo dõi, Phường kém xuyên đăng tải những hình ảnh cùng clip ăn mặc phản cảm.